cảm thấy rất là hài lòng ạ. Bình thường là ra đường mỗi khi mà phải kẻ lông mày thì em cảm thấy rất là, nói chung là rất là cảm thấy bị kiểu mất thời gian mà lại còn kiểu không thể nào mà cân được hai bên lông mày, mà bây giờ có bộ lông mày đẹp như thế này thì là em cảm thấy rất là tự tin hơn. Em rất là cảm ơn chị đã cho em một cái cặp lông mày rất là đẹp và chúc chị sẽ có mãi sức khỏe để có thể cho nhiều chị em phụ nữ cũng như là tất cả mọi người có được tự tin hơn trên khuôn mặt của mình.